Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin chiều bóng đá 5 phút ngày 10 tháng 10. Mình là Hoàng Spin. Nhiều tin bóng đá hot nhất trong 24 giờ qua sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Jurgen Klopp thừa nhận Liverpool hết cơ hội vô địch. Sau trận thua trước Arsenal, huấn luyện viên Jurgen Klopp đã có những chia sẻ về cuộc đua vô địch. Chúng tôi không ở trên đường đua lúc này đâu. Ngồi đây và nghĩ đội mình sắp vô địch là không đúng, vì chúng tôi thật sự đang có quá nhiều vấn đề. Nhưng mà ngay cả khi gặp vấn đề, phải thay người sớm hay là gặp nhiều thứ khác, Liverpool vẫn gây khó khăn cho đội đầu bảng và đang có phong độ cao. Đó là thực tế và chúng tôi vẫn phải tiếp tục. Vâng, đúng là trên thực tế lúc này Liverpool đang có quá nhiều bất lợi. Hiện tại Jacob chỉ xếp thứ 10 tại Premier League với chỉ 10 điểm, kém đội đầu bảng Arsenal 14 điểm nhưng mà đá ít hơn một trận. Thậm chí những đội như là Newcastle, Brighton, Bournemouth hay là Fulham còn đang xếp trên Liverpool. Vấn đề của Liverpool bây giờ đang có ở khắp mọi nơi. Hàng thủ thì thủng với những hậu vệ không biết cách phòng ngự. Hàng công thì cùn với những tiền đạo không biết cách ghi bàn. Hàng tiền vệ thì lại đang ố dồi ôi với những chấn thương liên tục. Trước mắt thì mục tiêu khả dĩ nhất đối với Liverpool chỉ là một tấm vé trong top 4. Jordan Henderson bị điều tra vì phân biệt chủng tộc. Như vậy là sau trận đấu giữa Arsenal và Liverpool, FA đã vào cuộc để điều tra về một sự cố trong trận đấu này. Đội trưởng của Liverpool là Jordan Henderson đã bị nghi ngờ rằng có hành vi phân biệt chủng tộc đối với trung vệ Gabriel của Arsenal. Hiện chưa rõ là Henderson đã nói điều gì, nhưng mà nó đã khiến cho Gabriel nổi đóa. Anh phản ứng rất mạnh, sau đó thì Saka cũng đã vào cuộc bảo vệ đồng đội của mình. Trong bức ảnh, chúng ta cũng có thể thấy Firmino đã nhìn Henderson với một ánh mắt rất thất vọng. Có thể là anh đã nghe được một điều gì đó từ người đội trưởng nói với người đồng hương của mình. Sau trận đấu thì ba người là Jurgen Klopp, Firmino và Henderson đã tiến lại trao đổi với Gabriel, có vẻ như là để giải hòa. Tuy nhiên thì phát ngôn từ FA cho hay rằng họ sẽ điều tra hành vi trên và sẽ xử lý nghiêm túc. Phân biệt chủng tộc là một thứ dù đã được kêu gọi rất nhiều, nhưng mà vẫn luôn tồn tại trong bóng đá châu Âu. Ở tuổi 22, không ai sánh được với Hà Lan. Câu nói đó không phải là của tôi mà là của Pep Guardiola, huấn luyện viên trưởng của Hà Lan bây giờ. Ông đã không tiếc những lời khen ngợi dành cho cơ học trò cưng của mình. Ở tầm tuổi này, không ai có thể so sánh với Hà Lan. Nhưng thống kê đã nói lên điều đó, nhưng mà Hà Lan còn hơn thế. Đôi khi là chúng ta không thể thấy được những gì cậu ấy làm trong phòng thay đồ hay là cả trên sân. Điều đó khiến chúng tôi cảm thấy hạnh phúc khi mà có Hà Lan ở đây. Tôi muốn cậu ấy tham gia nhiều hơn vào lối chơi của toàn đội. Hà Lan cần chạm bóng nhiều hơn, đồng thời cũng ghi bàn nhiều hơn. Tất nhiên rằng tôi không quên điểm mạnh nhất của cậu ấy là ghi bàn. Cậu ấy là một tiền đạo xuất sắc. Theo như Sky Sports thống kê thì trung bình 90 phút, Hà Lan ghi 1,89 bàn một trận, cao nhất trong top 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Ấy thế mà Pep Guardiola vẫn chưa hài lòng, vẫn còn muốn Hà Lan chạm bóng nhiều hơn, ghi bàn nhiều hơn mới chịu. Ôi giời ơi, thế thì thôi, thế thì chắc là Man City của ông tự lập giải đấu mới mà đá đi. Chứ đá như thế này thì ai mà chịu nổi. Hoàng Anh Gia Lai không đủ điều kiện để đá V-League. Ngày 6 tháng 10, cuộc họp ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam lần thứ 2 năm 2022 đã diễn ra tại trụ sở của VFF. Trong cuộc họp này đã có những báo cáo và những thảo luận được đưa ra. Sau quá trình thảo luận, ban cấp phép đã quyết định cấp phép cho 9 câu lạc bộ tham dự V-League năm 2023, bao gồm Hà Nội FC, Bình Định, Bình Dương, Sông Lam Nghệ An, Nam Định, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Thành phố Hồ Chí Minh và Sài Gòn FC. Hai câu lạc bộ không đủ điều kiện đó là Hoàng Anh Gia Lai và Thanh Hóa do chưa đáp ứng tiêu chí cấp phép nhân lực hành chính hạng B. Tuy nhiên thì hai câu lạc bộ này vẫn được cấp phép tham dự V-League năm sau nhưng mà phải chịu một khoản phạt. Bên cạnh đó thì câu lạc bộ Hải Phòng không có đào tạo trẻ, còn Viettel thì không phải là một doanh nghiệp nên là không được cấp phép trong thời điểm này. Tuy nhiên thì giống như hai trường hợp trên, hai câu lạc bộ này vẫn sẽ được cấp phép ngoại lệ. Nhiều cổ động viên sau đó đã bức xúc phàn nàn rằng luật lệ phải là luật lệ, đó là luật lệ đưa ra thì tất cả phải tuân theo. Chứ còn đó là luật mà lại cứ đưa ra ngoại lệ với cả châm trước nữa thì còn gì gọi là luật. Dybala dính chấn thương nghiêm trọng, nguy cơ bỏ lỡ World Cup. Đêm qua trên sân Olympico, AS Roma đã đánh bại đối thủ là Lecce với tỷ số 2-1. Những cầu thủ ghi bàn đó là trung vệ xuất sắc nhất nước Anh Chris Smalling và Paulo Dybala. Tuy nhiên thì đây lại là một trận thắng với cái giá rất đắt của AS Roma. Phút 50, chỉ đúng 2 phút sau khi mà ghi bàn, Dybala đã phải rời sân sớm vì bị chấn thương đùi. Matic là người thế chỗ, Dybala rời sân trong rơm rớm nước mắt. Điều đó cũng khiến ta đủ thấy rằng chấn thương này nghiêm trọng như thế nào. Sau trận đấu, Mourinho tiếp tục thông báo tin buồn cho giới mộ điệu. Chấn thương này có vẻ rất nghiêm trọng, tôi rất buồn. Nhưng mà thành thật mà nói, sau khi mà trao đổi với Dybala, tôi nghĩ rằng cậu ấy đang rất tệ. Không chắc là Dybala có thể trở lại thi đấu trước năm 2023 hay không. Tình hình của cậu ấy rất đáng lo ngại. Vâng, đây gần như là một lời khẳng định rằng Dybala sẽ lỡ World Cup vào cuối năm nay. Anh đang có phong độ rất tốt với 7 bàn và 2 kiến tạo sau 11 trận. Đây cũng là một thông tin đáng tiếc đối với riêng cá nhân Dybala cũng như là đội tuyển Argentina. Tiếp theo thông tin chung bóng đá 5 phút ngày 10 tháng 10 cũng xin phép được kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
hãy nhớ ấn like, share kênh và giữ chuông để đón xem những số bảo tin hấp dẫn tiếp theo. Xin cảm ơn.